Nguyên tắc 7, nguyên tắc tôn trọng. Phần cuối của nguyên tắc tôn trọng. Một nhà lãnh đạo được tôn trọng luôn khiêm nhường. Tháng 10 năm 1997, cộng đồng bóng rổ các trường đại học Mỹ chia tay một nhà lãnh đạo vĩ đại trong bóng rổ khi ông tuyên bố về hưu sau hơn 30 năm cống hiến cuộc đời mình cho bóng rổ. Ông là Dean Smith, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường đại học Bắc Carolina. Ông đã đạt kết quả ấn tượng trong khi dẫn dắt Tar Heels, được coi là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất trên mọi cấp độ. Trong 32 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường đại học Bắc Carolina, ông đã chiến thắng 879 trận, nhiều hơn mọi huấn luyện viên trong lịch sử các đội bóng rổ của trường đại học. Các đội được ông dẫn dắt đã giành chức vô địch 20 trong 27 mùa giải. Họ đã giành 13 danh hiệu Atlantic, 11 lần có mặt tại trận chung kết và đã giành 2 giải vô địch quốc gia. Smith nhận được sự kính trọng sâu sắc từ phía đồng nghiệp khi ông định ngày họp báo để thông báo việc mình nghỉ hưu. Những người như John Thompson, huấn luyện viên trưởng, Shior Gettao, người đã bị Smith đánh bại trong giải vô địch quốc gia năm 1981, và cựu cầu thủ Larry Brown, người hiện đang huấn luyện cho đội Philadelphia khổng lồ với 76 cầu thủ, đã đến ủng hộ và chia sẻ. Michael Hooker, viện trưởng danh dự của trường đại học Bắc Carolina, đã ngỏ lời mời Smith làm việc ở bất cứ vị trí nào mà ông muốn tại trường trong những năm tiếp theo. Thậm chí cả tổng thống Mỹ cũng đã gọi ông để chia sẻ. Những người gần gũi nhất dành sự kính trọng lớn nhất cho Smith, nhưng nguyên tắc tôn trọng thể hiện mạnh mẽ nhất trong công việc của Smith là nhìn vào cách các cầu thủ chịu ảnh hưởng từ ông. Họ tôn trọng ông vì rất nhiều lý do. Ông đã dạy cho họ rất nhiều về bóng rổ và cuộc sống. Ông khuyến khích họ học văn hóa trên học nên hầu hết các cầu thủ đều đạt được bằng cấp. Ông đưa họ đến với chiến thắng và ông cho họ thấy lòng trung thành và sự kính trọng đáng kinh ngạc. Shaquay Scott, người đã chơi cho Smith và tốt nghiệp trường Bắc Carolina năm 1970, vốn là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề và sau đó tiếp tục công việc giám đốc marketing cho Tampa Brothers. Anh đã kể về thời gian làm việc cùng Smith. Là một cầu thủ sinh viên da đen đầu tiên ở ICCC, tôi đã trải qua nhiều giây phút khó khăn ở Bắc Carolina, nhưng huấn luyện viên Smith luôn ở bên cạnh tôi. Có lần chúng tôi đang dạo bước tới sân bóng rổ để chơi tại Nam Carolina, một trong những cổ động viên của họ đã gọi tôi là con khỉ đầu chó da đen to xác. Hai trợ lý đã phải ôm chặt huấn luyện viên Smith ngăn ông đuổi theo gã đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy huấn luyện viên Smith rất buồn và tôi thì bị sốc. Nhưng hơn tất cả, tôi rất tự hào về ông. Trong suốt thời gian làm việc tại Bắc Carolina, Smith đã tạo ảnh hưởng khá lớn. Năng lực lãnh đạo của ông không chỉ mang lại chiến thắng và niềm kính trọng từ các cầu thủ, mà còn đào tạo được 49 cầu thủ xuất sắc tiếp tục chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Trong số đó có những tên tuổi nổi tiếng như Bob McAdoo, James Worthy và tất nhiên cả Michael Jordan. Không chỉ là cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất mọi thời đại, mà còn là một lãnh đạo giỏi trong phạm vi quản lý của mình. Bố của Michael Jordan, ông James Jordan, đã ghi nhận công lao và ảnh hưởng của Smith đối với thành công của con trai mình ngày nay. Trước trận đấu quyết định ở Chicago năm 1993, bố Jordan đã nhận định: mọi người còn đánh giá thấp chương trình đào tạo do Dean Smith áp dụng. Ông đã giúp Michael nhận ra năng khiếu thể thao của mình và tiến hành rèn luyện cho thằng bé. Nhưng quan trọng hơn cả là ông đã tạo cho Michael một bản lĩnh để có được sự nghiệp ngày hôm nay. Tôi không nghĩ rằng Michael được ưu đãi hơn về mặt đào tạo so với bất kỳ ai. Nó chỉ dễ tiếp thu những gì được đào tạo tại Carolina. Hai điều ấy đã được pha trộn làm một. Đó là con đường duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy. Và tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố tạo nên một cầu thủ Michael như ngày nay. Vài năm trước đây, Michael Jordan bày tỏ ý định kiên quyết rằng chỉ muốn chơi bóng với một huấn luyện viên, Phil Jackson, người được anh tin là huấn luyện viên tốt nhất. Điều đó có nguyên nhân sâu xa của nó. Một thủ lĩnh như Jordan sẽ chỉ muốn tuân theo như một lãnh đạo thực sự mạnh. Đó là nguyên tắc tôn trọng. Có thể ước mơ của Jordan đã được gieo hạt ngay từ khi anh còn là cầu thủ trẻ, đang trưởng thành, được huấn luyện viên giỏi giang Dean Smith dẫn dắt và dạy bảo.